Vâng, xin chào quý thầy cô ạ. À, không biết là không rõ là quý thầy cô có nhìn thấy cái màn hình xe của muội không ạ? Làm xe lộn cái phong phong rồi. Vâng. À, hoan nghênh quý thầy cô trở lại với chuỗi với chương trình là chuỗi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn dạy học trực tuyến. Và ngày hôm nay chúng ta đã đi qua một cái chặng đường nói dài thì cũng không phải là dài, mà nói ngắn thì cũng không phải là ngắn. Chúng ta đã dạo qua tổng cộng là 12 số, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với số thứ 13 có tên là thực hiện sử dụng GameKit trong dạy học trực tuyến. Và giáo viên chia sẻ chính của chúng ta ngày hôm nay đó là cô Lương Thị Mỹ Liên, một giáo viên đến từ tỉnh Phú Yên. Cô Liên thì dạy vật lý ạ. Xin chào cô Liên ạ. À, cô Liên có thể bật mic rồi chào quý thầy cô, mình làm quen một xíu rồi mình vào chương trình không cô Liên? Xin chào tất cả quý thầy cô, xin chào thầy muội và các quý thầy cô ha. Thì cái này là hôm nay là lần đầu tiên mình chính thức tham gia cái phòng Zoom của quý thầy cô luôn á, tại biết thì lâu rồi mà không có cái thời gian để mà join vào, cho nên là tới ngày hôm nay là khi mà Thảo đề xuất là chia sẻ thì cũng trước tháng 9 á, lúc đó còn chưa đi học thì cũng nhận lời xong rồi. Xong rồi đợi mới tới vào năm học thì lúc đó bận quá, nói Thảo thôi giờ bận quá thì từ từ đi. Và hôm vừa rồi thì thầy muội có đề xuất thì thôi mình nhận lời luôn chứ đã lỡ hẹn rồi. À, thì hôm nay thì trong cái phòng Zoom này á, mình biết là phòng Zoom này là tồn tại cũng lâu rồi và các thầy cô đã chia sẻ rất là nhiều về cái trò chơi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình muốn hỏi là các thầy cô ở trong phòng Zoom của mình, thầy cô nào đã từng trải nghiệm qua GameKit? Và chơi game kích thì có thể comment vào cho link số 9 để Liên biết được không Chị Liên ơi, chắc là ạ? chút nữa rồi mình lại khởi động mà chị Liên làm việc nha. Còn hồi giờ mới làm quen hả? Làm quen với chị Liên xíu Đó, tức thôi. là chưa có tham gia cho vào này nên chưa làm biết, chưa biết chương trình của mình là như thế nào luôn. Vâng, chị Liên không cần phải lúng túng đâu. Nếu mà có gì sai sót là do muội, tại vì muội đã không tương tác tốt với chị Liên thôi. À, quý thầy cô có thể là chúng ta tiếp tục ha. Như vậy là muội xin phép là giới thiệu xong cô Liên, một giáo viên vật lý đến từ Phú Yên. À, và muội sẽ share một cái màn hình và chuyển cho quý thầy cô cái link khảo sát. Thì qua cái link khảo sát này thì cô Liên sẽ có một cái bức nhìn chung. Muội gửi cho quý thầy cô một cái đường link khảo sát trên ứng dụng Mentimeter, thì cái câu hỏi này đã được muội sử dụng trong cái buổi sâu số 4 mà quý thầy cô có tham gia đó. Với cái câu hỏi là quý thầy cô hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên sử dụng các cái công cụ sau để tổ chức cái trò chơi trực tuyến, thì nhờ quý thầy cô đó là chúng ta tham gia cái khảo sát nhỏ này để cô Liên có thể có một cái góc nhìn toàn cảnh về các cái công cụ của quý thầy cô đang sử dụng, và mình sẽ có cái phần chia sẻ nó sẽ sát hơn. À, xin phép mời quý thầy cô. À, cô Phụng ơi, cô Phụng vô được chưa? Chị Thảo ơi, chị Thảo vào được chưa? Chị Thảo, Cô Phụng vào được rồi thì mùi ơi. chị Thảo cũng vô à được rồi. rồi, muội thấy nó đã nhảy rồi. Như vậy thì Đấy, nhớ chị biết được rồi. vâng, như vậy thì xin kết nối với chị Liên. Thì với cái xếp hạng như thế này thì chị Liên đang nhận thấy cái công cụ mình đang muốn chia sẻ đang ở vị trí nào chị Liên ạ? À? Và chị ra đã có cái cảm nhận gì khi mà cái công cụ của mình nó đang ở vị trí đó? Mình biết là cái game kit là khá xa lạ đối với thầy cô á. Tức là mình nghĩ là trong phòng Zoom của mình cũng chỉ có một số ít thầy cô đã trải nghiệm GameKit thôi, tại hiện giờ trên YouTube mình cũng đã tìm rồi, người ta cũng có hướng dẫn nhưng mà cũng chưa có kỹ lưỡng lắm. Thì mình nghĩ là cái GameKit này so với Quizy, Kahoot, Wheelet thì đang sử dụng rất là phổ biến thì cái GameKit thì còn ít người biết tới đó. Vâng, Thì nên là cũng có ra thể là cái khảo chia sát như sẻ thế với này á thì mình cũng không có gì lạ. thật ra là một cái kết quả này nó cũng không bất gì bất ngờ, tại vì muội cũng có thể chia sẻ với chị Liên cũng như quý thầy cô vì sao nó như thế này. Tại vì Quizy, Kahoot, Quizlet đó và Nibot là bốn cái công cụ này nhóm đã chia sẻ với cộng đồng giáo viên trong cái buổi Zoom, đa số là quý thầy cô đã được tiếp cận nên là quý thầy cô đã bắt đầu sử dụng. Và ngày hôm nay chị Liên sẽ hướng dẫn quý thầy cô đến với cái công cụ GameKit. Thì mùi nghĩ là sau ngày hôm nay cái thứ tự của GameKit nó sẽ thay đổi, bởi vì trong GameKit nó có những cái tính năng rất là thuận lợi cho giáo viên khi chúng ta mới tiếp cận vào các cái công cụ dạy học trực tuyến.
Và để không làm mất thời gian của quý thầy cô thì muội xin phép là dừng lại cái màn hình xe và trở lại với cái màn hình PowerPoint quý thầy cô ạ. Như vậy thì chương trình ngày hôm nay nó rất ngắn gọn thôi quý thầy cô, chỉ có hai phần. Phần đầu tiên là cô Liên sẽ chia sẻ với quý thầy cô về công cụ GameGeek, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần diễn đàn để chúng ta cùng trao đổi một số nhiệm vụ trong cái hoạt động này. Và không để làm mất thời gian của quý thầy cô, xin mời chị cô Liên, giáo viên vật lý của chúng ta, giáo viên chia sẻ chính ngày hôm nay, sẽ chia sẻ với quý thầy cô về công cụ GameGeek ạ. Xin chào quý thầy cô, thì hiện giờ cái máy của mình, cái máy bên kia nó đang trục trặc một xíu ha, nên mình sử dụng máy này luôn, thì không có cài bắt ra được. Hồi nãy đang giữ, vậy là mình bây giờ tới chị bắt đầu vô phần của mình được rồi đúng không thầy Mũi? Quý thầy cô đang rất mong chờ chị Liên đây, đang rất thắc mắc nghiêm thích là cái công cụ gì. Dạ, thì để em xem thì hồi nãy là bao nhiêu thầy cô trong phòng Zoom của mình là đã biết tới GameKit rồi ha? Chưa tới một chục thì phòng Zoom của mình là 38. Có 10 thầy cô biết thôi. Nhưng mà không biết là các thầy cô đã, những thầy cô mà đã biết GameKit rồi đó, thì chúng ta đã cho học sinh trải nghiệm trên lớp chưa ạ? Bao nhiêu thầy cô đã trải nghiệm cái trò chơi này trên lớp rồi ạ? Thì cho Liên số 10 Liên xem thử ạ. Dạ, các cô Y Phụng và cô Bình là đã trải nghiệm trò chơi GameKit này ở trên lớp. Vậy thì cái cô Phụng có thể cho Liên biết là cô Phụng biết gì về trò chơi GameKit này không ạ? Phụng biết là cái trò chơi này học sinh rất là khoái khi mà vừa học mà vừa có thể tìm được đô la cho mình. Kiếm tiền không bao giờ dễ như vậy ạ. Dạ, đúng rồi, trò chơi này cái phần thưởng của nó không phải là điểm số như những cái game khác mà nó là đô la, đúng không? Ngoài cái việc là kiếm tiền thì trong cái trò chơi này cô Phụng đã trải nghiệm được thêm cái gì nữa không ạ? Cô Phụng chưa bật mic á. Dạ vâng, cảm ơn phần câu hỏi của cô Liên ạ. Bên cạnh cái việc mà tạo sự hứng thú cho học sinh á, thì cái giao diện của GameKit nó khá là dễ sử dụng ạ. Quý thầy cô mà đã từng sử dụng Kahoot rồi thì chúng ta dễ dàng có thể soạn được cái bộ câu hỏi của GameKit. Thì rất là mong ngày hôm nay cô Liên sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa ạ. Đặc biệt là nó có khá nhiều cái dạng chơi ạ. Dạ, nó có khá nhiều là chế độ chơi. Thầy không có để các thầy cô chờ lâu nữa ha, thì em sẽ chia sẻ về cái GameKit, sơ sơ về GameKit. Cái trò chơi này á là đặc biệt là nó do một cái học sinh cấp 3 tạo ra. Do đó các chế độ chơi của nó khá gần gũi với học sinh, có thể là học sinh nó còn rành hơn mình luôn á. Tức là khi mà nói về nó có những cái chế độ mà nó giống như là chơi ma sói nè, thì cái chế độ đó Liên đọc rồi mà Liên vẫn chưa có hình dung ra được, nhưng mà những cái em học sinh mà khi mình nói thì nó lại hiểu đó. Thì lát nữa chúng ta sẽ xem thử cái trò chơi GameKit này nó có cái gì khác so với những cái game khác ha. Em xin phép chia sẻ màn hình để nói sơ với các thầy cô ha. Các thầy cô đã thấy cái màn hình chia sẻ của Liên chưa ạ? Chưa lên rồi, lên rồi cô Liên. Rồi. Như vậy trong cái trò chơi GameKit nha, ngoài cái việc mà tạo ra các cái bộ câu hỏi á, thì nó có một cái chức năng rất hay nữa là nó cho phép học sinh đóng góp câu hỏi vào trong cái trò chơi của giáo viên. Đó. Và ngoài cái việc chơi như bình thường, tức là mình trả lời câu hỏi, mình chọn câu hỏi đúng rồi mình thì nó còn có cái chế độ là chúng ta có thể lấy đô la từ những cái, tức là mình trong cái quá trình chơi học sinh còn phải lập chiến thuật nữa, ngoài cái việc chơi ra để trả lời câu hỏi rồi để trả lời câu hỏi đúng không như những cái game khác, thì ở cái game này nó cho phép học sinh là phải lập chiến thuật để mà chiến thắng, chứ không chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi. Và
Và đây là giao diện của GameKit. Thì so với những cái ứng dụng mà các thầy cô đã sử dụng, ví dụ như là Wizy rồi đó, thì cái GameKit này em thấy nó khá là đơn giản. Có lẽ là do học sinh tạo trên về màu sắc, về giao diện nó khá là đơn giản ha. Thì cái giao diện nó chỉ như thế này, và các thầy cô chỉ việc gõ cái từ GameKit.com là có thể vào trang web của GameKit rồi. Và để đăng nhập GameKit thì cũng thầy cô chỉ cần vào trang web của nó, rồi nhấp vào cái chữ Educator Sign Up này nè, là nó có chế độ cho chúng ta dùng thử một tháng, là Pro, dùng thử một tháng. Thì bây giờ để em nói sơ qua về cái tính năng, rồi sau đó chúng ta sẽ thử chơi trước. Em nói sơ qua về tính năng để lát nữa các thầy cô mà trải nghiệm đó, thì trong quá trình chơi các thầy cô hãy cố gắng sử dụng các cái chiến thuật, mặc dù mình chưa có biết là sử dụng như thế nào đâu. Trong cái quá trình mình chơi game, mình coi thử trên cái màn hình mình nó có những cái chức năng gì, là mình cứ nhắm vô coi thử nó có cái khác gì so với những cái game khác ha. Và dành cho giáo viên thì chỉ là ở chế độ GameKit Lead thôi nha. Còn học sinh, để nó tạo dự án cho học sinh đó, thì là GameKit In. Rồi bây giờ trước khi tìm hiểu về cách chơi như thế nào, tạo bộ câu hỏi như thế nào, thì mời các thầy cô chúng ta thử chơi trước. Số lượng của phòng Zoom mình tối nay như vậy là giờ mình bắt đầu được chưa thì Mùi hả? Dạ bắt đầu được rồi đó chị Liên ơi, cứ đúng giờ là chương trình nào à. Rồi. Mình có chuyển màn hình không chị Liên? Giờ em phải vào trong GameKit để cho các thầy cô chơi trò chơi. Dạ. Em tạm thời em tắt đi ha. Dạ. Quý thầy cô đang chờ màn hình GameKit của cô Liên đấy. Mùi nhớ làm lại như GameKit cô Phụng không có gửi, khi tôi Phụng tổ chức là cô Phụng không có gửi được link. Và cô Phụng là toàn là cho quét mã QR code à. Không biết là cô Liên có gửi được link không. hôm nay chúng ta sẽ tự kiểm tra kiến thức tự nhiên xã hội của mình ha. Tự nhiên và cả xã hội được hả chị Liên? Dạ, ở đây rồi. Thì chắc em ơi, rồi qua bắt cặp với Mụi nha. Mụi tự nhiên của xã hội là chúng ta là có giải. Ok. Quý thầy coi, quý thầy coi có thể bật camera lên không? Ta mà quý sẽ chơi trong vòng 10 phút. Có nhiều quý thầy cô đã nóng vội và hỏi là làm sao có thể chơi được rồi kìa cô Liên. Làm gì làm thôi thầy Mũi, kéo mình về nhóm lý nha. Đây. Đó là mới là đường link thôi. Bây giờ là mã code đây ha. 596396. Cô Liên ơi, cô chưa có đưa link vô nhóm chat. Ủa đưa rồi mà. Chưa thấy. Rồi. Chắc là chị Liên nhắn tin riêng cho ai rồi. thấy rồi. Ủa thấy chưa? Gửi nhưng mà nó bị chơi mất. Nè. Rồi mã số là 596396 ha. Rồi các thầy cô có thể mở cái trang web đó vào. Chúng ta vào web và sau đó chúng ta chọn join rồi nhập mã code vào là xong, không cần đăng ký đăng nhập gì hết trơn. Chắc đơn giản luôn. Mụi tin tưởng cô Liên cái nha, vô không được là mụi sẽ gào lên. Xin thông báo là mình đã xong rồi, vào rồi đó nha. Vừa có Châu nè, Phụng đẹp gái nè, thưởng là Jessica. Mới có 4 thầy cô rồi, 5 thầy cô vào rồi. Cô Mơ, cô Nga, cô Trang. Rồi nhà các thầy cô nhớ vừa chơi vừa ngồi việc trả lời câu hỏi nhớ sử dụng chiến thuật nha.
mình sẽ nói sơ sơ. Trên cái màn hình của các thầy cô ngồi cái điểm đô la nó sẽ có cái từ shop. Khi mà tích lũy được một số điểm khá khá rồi thì các thầy cô hãy sử dụng đô la mà mình có được để mua thêm điểm số và có thể mua bảo hiểm cho cái điểm mình đang có. Và có thể mua đô la của người khác, mua đô la của đối thủ nữa. Vậy chúng ta cứ từ từ và khám phá ha. Nhưng mà đi theo mỗi phỏng đoán là game kit này là cái khi mà các em học sinh đó, mà tạo ra chắc là phải các em này cũng lấy ý tưởng giống như là sàn chứng khoán hay sao đó. Đó để có đặt như, được. Tôi nghĩ là chắc là nó giống như những cái game mà các em đã chơi. Cái game trực tuyến đó, thường là nó đấu nhau rồi nó mua điểm rồi nó mua. Cái game trực tuyến mà hồi giờ các em chơi có thể là học sinh là nó còn rành hơn giáo viên. Tại hồi giờ mình không có chơi game trực tuyến. Năm 50% giáo viên rồi. Rồi vậy mình bắt đầu ha. Xem thử em có tên chưa? À, có rồi. Dạ 22 thầy cô rồi đó. Một phút nữa đi cô Liên ơi, để cho quý thầy cô mình vào một xíu, mình để cho quý thầy cô không bị tiếc nuối, chứ không là quý thầy cô ngồi quý thầy cô tiếc nuối lắm. À, lát nữa là mình cứ mình có đô la rồi là mình cứ mua hết điểm của thầy Muội ha. Mua hết đô của thầy Muội. À rồi nó có chế độ nhân đôi điểm số, nhân ba điểm số nữa nha. Quý thầy cô ơi, quý thầy cô đã sẵn sàng chưa? Nếu quý thầy cô sẵn sàng thì quý thầy cô thả cho cô Tiên cái liên, cái team này là cô Tiên sẽ có động lực để dẫn trò chơi này nó hấp dẫn hơn à. Mới thấy là nhiều team lắm đó cô Liên. Mới thấy trái tim của Jessica thôi à. Trên màn hình giờ mới có thấy được có thầy Muội với Jessica với cô Hồng Mơ thôi. Cô Phụng. Rồi 25 người rồi đó. Chúng ta bắt đầu chơi ha. Và tại vì Liên đã cài cái chế độ là cho phép người chơi có thể vào chơi sau khi trò chơi bắt đầu. Cho nên các thầy cô cứ tiếp tục vào ha. Bây giờ mình bắt đầu. Chúng ta sẽ có 10 phút nha. Tại vì trò chơi này nó có nhiều chế độ. Nhưng mà Liên đã cài chế độ 10 phút để chúng ta quản trị được thời gian. Chứ còn những cái chế độ khác thì nhiều khi mình không có quản trị được thời gian. Có khi chơi tới 20 phút nó chưa xong. Dạ, các thầy cô đã bắt đầu chơi rồi đó ạ. Và trong quá trình chơi thì các thầy cô hãy nghĩ xem đối với cái game này, cách chơi như thế này mình sẽ ứng dụng trong cái môn học của mình như thế nào ha. À, hiện tại thì cô Ngọc Huyền đang dẫn đầu đó là cô Mơ thứ nhì. À quý thầy cô tham gia khí thế quá, để Muội sẽ hỗ trợ cô Liên bình luận để lấy lại cái không khí cho quý thầy cô. Ví dụ gì Muội cũng là em thầy Muội đang chương trình cố đó, thầy Muội cũng cố lên nha, vừa bình luận nhưng mà thầy Muội cũng cố lên nha. Tại vì biết là hỏi cái câu đầu tiên làm sai rồi nên đâu có giáo là vô chơi với quý thầy cô nữa. Chút nữa mà có xuống chót thì kêu là do vận dẫn MC không có thời gian để nghiên cứu câu hỏi, chứ người ta phát hiện là kiến thức mình không ổn người ta cười chết. Không sao thầy Muội ơi, mình chơi chiến thuật. À. Mình canh lát nữa mình chơi chiến thuật, mình giành hết điểm của người dẫn đầu để mình vươn lên dẫn đầu à. Nên là mỗi cũng sẽ tranh thủ đi kiếm đô la cùng quý thầy cô đây. Wow. Thầy cô nào không để tên để luôn cái mã code của trò chơi luôn cho nên không biết ai. Meo meo đã dẫn đầu rồi nè. Và thầy cô nào đang dẫn đầu đó cũng phải cẩn thận ha. Và chúng ta cũng sử dụng chiến thuật đi nha. Sao Muội không qua được câu nhờ? Có gì đó nó sai sai không? Sao Muội không qua được câu giờ? Muội nghĩ thầy cô nào không qua được câu cho Muội không? Ai trả lời sai cho nó sụn.
Sao sao em không thấy được câu hỏi nào hết mà em chỉ thấy như cái biểu đồ mà các cái chấm nó lên xuống vậy thầy cô? Ủa vậy đã, cô coi lại thử mình đang sử dụng điện thoại hay là xin báo cáo là nãy giờ Thảo không đúng câu nào hết đó nha. Nhưng mà Thảo có thấy rõ câu hỏi và đáp án không Thảo? Thấy bình thường nha, thấy bình thường nha. Thấy bình thường nha cô Ngọc. Thấy bình thường, thấy đầy đủ hết. Dạ đúng rồi, chắc là cô Ngọc đang nhìn cái màn hình Zoom này nè nên là thấy dấu chấm và đô la. Đúng rồi, cái màn hình của mình á, kim kit của mình á. Cái màn hình chia sẻ là màn hình của giáo viên nha. Nhưng mà khi này, học sinh nó chơi thì mình chỉ có thấy được cái này thôi à, còn mình không có thấy được câu hỏi gì cho nên giáo viên không thấy được câu hỏi. Dưới đây chả nhìn thấy cái gì cả. Ủa sao sao em đã mở Zoom kit được rồi giờ em chả thấy gì hết trơn vậy ta? Bấm bừa. Chính em đã vào được rồi giờ là em lại chả thấy cái gì hết trơn. Cô vô lại đi, cô vô lại lần nữa đi, 956356 gì nãy á cô Liên, đọc cho cô cái mã là được rồi. 596396. Chúng ta đã trải qua 6 phút 30 giây. Cô Liên một hồi nhớ trao giải cho người không trúng câu nào nha. Thảo nãy giờ trúng câu nào chưa? Ủa Thảo đâu ta không? À, mới vừa nói mất rồi, không thấy tên luôn rồi. 16, 17 trùng tên là một người hay là hai người đây ta? Trời. Được câu nữa rồi. Sao có một số lại không hiện lên hình ảnh nhỉ? Đến câu này lại không hiện lên hình ảnh là sao? Biểu tượng của Canada. Lát nữa chúng ta sẽ xem thử nó có trong quá trình chơi nó có những cái trục trặc gì á. Trời ơi mình không có trong bảng xếp hạng. không thấy Jessica trong danh sách luôn nha Jessica. Ok á. Yeah. Nằm đâu rồi? À số 23 thấy rồi. Ok. Em đang ở nơi nào vậy cô Liên ơi? Dạ cô tên gì ạ? Cô Phụng ạ. Cô Phụng hả? Cô Phụng đang ở nơi nào? em dò, mình dò những số đầu thì không thấy cô Phụng. Phụng đẹp gái đâu mất rồi. Tại vì nãy giờ trả lời sai hết trơn. À, chị số 24. Được 4 câu, còn chị nó lên được. Đứng sau lưng cô Thảo á. Em với chị Thảo giờ đây giống nhau chị Thảo ơi. Chị Thảo số 23, em số 24 á Phụng. Trả lời sai hết trơn, phải không chị Thảo? Đúng rồi, bởi chị kêu trao giải cho người mà trật hết đi, không chịu. được một cọc rồi. Đây là lấy các cái câu hỏi thi kiến thức của học sinh đó nha mấy thầy cô. Bầu chiều em tự kiểm tra mình, em thấy mình cũng biết ít thiệt. Vậy luôn. Ê, cô Mơ lại vươn lên dẫn đầu rồi kìa. Chúc mừng cô Mơ nha. Trời ơi, chưa có đủ tiền để mua đồ nữa. Bây giờ cô Mơ đang dẫn đầu đó. Thì các thầy cô có thể thử chúng ta sử dụng chiến thuật để mình làm sao mà cô Mơ không còn ở vị trí dẫn đầu nữa được không? Thì lúc học sinh nó chơi nó còn nhẹ, từ học sinh thì nó lanh cái khoảng này lắm. À, thầy Muội đã vươn lên vị trí số 9 rồi kìa thầy Muội. Và top 10 rồi. Trời thầy Muội bây giờ là tập trung làm việc luôn nha, không nghe lên tiếng gì luôn. Chắc vừa làm vừa tra Google sao mà im lặng dữ vậy thầy Muội. Cô Mơ vẫn tiếp tục dẫn đầu, không có ai giành được vị trí của cô Mơ hết. Cô Mơ giỏi quá. Thiệt tình là Thảo biết chiêu để lát chọn đúng rồi đó, nhưng mà Thảo không chơi thôi.
Thôi Thảo chơi đi để lát nữa chúng ta chia sẻ các kinh nghiệm luôn. Tại vì mình không có cái cơ hội để trải nghiệm nhiều. Đó, Thảo thử dùng mọi chiến thuật để vươn lên dẫn đầu coi Thảo. Trong khoảng thời gian về sau, càng về sau là cái số câu hỏi nó sẽ lặp đi lặp lại. Và đây là lúc mình thích hợp để sử dụng chiến thuật nè. Okay. Mình sẽ nhân đôi, nhân ba, nhân bốn số điểm của mình. Có biểu tượng Canada là không nhìn rõ. Là một này. Quên. Chọn câu đó rồi. Cô mơ rất là cừ khôi nha. Dù là ai giành vị trí của mình, cô mơ cũng có thể giành lại được hết trơn, vẫn giữ nguyên vị trí thứ nhất. Mặc dù vừa mới xuống vị trí thứ ba mà bây giờ trở về vị trí thứ nhất rồi đó. Nãy giờ là cứ cô mơ và meo meo không biết là cô nào. Tranh vị trí thứ nhất. Coi Jessica ngồi lên tới đâu rồi. Chưa đâu, Jessica chưa làm gì đâu. Còn ở dưới. Đợi còn 1 phút 7 giây thôi nha Jessica. 1 phút thôi. Rồi giờ kiếm điểm nha. Mình vào muộn quá không chơi được các thầy cô ạ. Wow, cô Ngọc Dầu đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Lát nữa mà chúng ta, ai giành vị trí thứ nhất là chúng ta chia sẻ cho cách chúng ta sử dụng chiến thuật nha. Thảo đã quay về zero rồi nha. Gì vậy? Dùng đô mua hết rồi sao vậy? Lên. Cô nghe đã vươn lên vị trí dẫn đầu rồi. Chúng ta còn 4 giây, 2 giây. Hết giờ. Chúc cô Ngọc Dầu vị trí thứ ba, cô Nga vị trí thứ nhì và cô Mơ, chúc mừng cô Mơ vẫn. Cô Ngọc Dầu á là đích đạo á, cô Ngọc Dầu á là cô Ngọc Gấu á là cô Ngọc ấy. À, cô Ngọc Gấu, cô Ngọc. Thầy Mũi sao nãy giờ im lặng vậy, thầy Mũi vừa chơi vừa trang vô hả? Đâu, tập trung thôi, Mũi làm việc rất là tập trung, quý thầy cô thông cảm. Tại cô không... liên nhận hấp dẫn quá đâu, để làm để thu mọi người phải tập trung chơi. Chơi Google muốn xỉu luôn. À, không biết là sao buổi sau cái game này là tôi phải đi bổ túc kiến thức rồi. Cô Liên ơi, cô Liên, trong 10 phút đó thì mình trả lời xong cái tự động nó quay lại câu hỏi tua lại câu hỏi cũ hả cô? Dạ đúng rồi, và đó chính là cơ hội dành cho các thầy cô sử dụng chiến thuật đó. Và đang vậy là lát nữa các thầy cô sẽ suy nghĩ xem với cái cách chơi như thế này, với cái game như thế này thì nó sẽ phù hợp với những cái môn học nào và mình sẽ sử dụng như thế nào là cho nó hợp lý. Ví dụ như thời gian các thầy cô tổ chức trò chơi là 10 phút thì các thầy cô cảm thấy như thế nào, đã mệt chưa? Giả sử như cái trò chơi này mà chúng ta chơi 15 phút thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Đó, để khi chúng ta tổ chức cho học sinh thì chúng ta rút kinh nghiệm ha. À, em đã từng tổ chức và em nghĩ rằng nếu như mà mình chơi 15 phút chắc là học sinh nó sẽ say sẩm đó. Học sinh của em thì là môn vật lý cho nên là cái công thức nó nhiều. Do đó các em cứ phải nhớ công thức, cứ lộn qua lộn lại. Và các em nói là cô ơi chơi xong em say sẩm quá. Nhưng mà các em rất là hào hứng. Dạ. Và trong quá trình chơi thì các thầy cô có nhận ra là nó khác biệt những cái trò chơi khác ở cái điểm gì chưa ạ? À? Chúng ta vẫn chưa học gì hết ha. Chỉ mới chơi thôi thì các thầy cô đã nhận ra là nó rất khác biệt so với những cái game mình đã từng tổ chức cho học sinh chơi, nó có khác gì không ạ? À? Em thử mời một giáo viên. Mũi biết. Thứ nhất là cái game này nó có đô la, cái game gắn đâu có đô la.
Câu còn thứ hai là nó có cái kiểu giống như là trò cái gì ta, Olympia đó, đặt cược. mua người ta gọi là mua trang bị để đi mà mình đặt cược, nếu mà mình đặt mà nó được mình vững rồi đó là mình chắc thắng là mình sẽ được lên, nhưng mà buổi hồi nãy không biết đặt nên là hạng 12, có gì quý thầy cô thông cảm. Và vậy thì thầy Mũi thấy nó cái game này nó có thú vị không ạ? Game này nó cái game nào đối với Mũi nó cũng thú vị đó. Mà nó muốn thú vị hơn nữa là thật ra là Mũi thấy thú vị là chỗ cô Liên cô Duyên dẫn rất là vui nên Mũi thấy nó thú vị. Cảm ơn thầy Mũi. Rồi em xin mời cô Mơ, cô đã sử dụng chiến thuật gì mà để được dẫn đầu vậy ạ? À? Thật ra thì đối với những câu không biết, không biết thì em trả lời rất là nhanh để em xem đáp án. Thực ra ban đầu không biết đáp án, cứ phải chọn lúc mình nó lặp lại nhiều lần thì mới biết, là tại vì mình loại trừ ra những đáp án mà mình đã chọn trước rồi. Nhiều khi là không có nhớ được, cứ chọn lại cái đáp án của mình, tại vì lúc nãy không nhớ là cái đáp án đó nó đúng hay nó sai nữa, nên cứ lặp đi lặp lại nhiều. Với lại là em có nói chung là cũng một số câu hỏi về địa lý này kia thì cũng biết, nhưng mà một số câu thì mình có phần shop á thì em vào em mua. Với lại là em thực ra thì do thời gian rất là gấp rút nên là không có kịp đọc tất cả những cái chứng thực của nó, chỉ thấy cái chữ multiple lơ gì đó, chắc là nhân đôi cái số điểm đó, thì tới lúc gần cuối thì em sẽ nhân đôi số điểm lên và mua một cái bảo hiểm điểm của mình nữa. Vậy là trong 10 phút thôi mà cô Mơ đã sử dụng rất là nhiều chiến thuật luôn, chứ không mới đọc không kịp, nhưng mà thấy cô Mơ rất là sử dụng rất là nhiều chiến thuật luôn á. Vậy em hỏi xem cô Hồng có phát hiện trong game của mình có các chiến thuật gì không ạ? Xin chào các thầy cô. Thì thật ra đây cũng là lần đầu tiên mà em trải nghiệm cái game tip, mặc dù là trước đây thì em cũng đã thử làm, nhưng mà thực sự là cái việc mà tự tìm hiểu bằng Google thì nó rất là nhiều cái hạn chế. Thì thật ra là có một cái điểm hay là cái game tip này mình có thể sử dụng cho học sinh khi mà ta trong những cái tiết ôn tập, thì mình làm như thế này nó rất là hay. Em cảm thấy thì cái game tip này nó sẽ hợp lý nhất đối với các tiết ôn tập. Hoặc là ví dụ như là một số trường mà có thể là thiết kế những cái game show cho học sinh trong cái sinh hoạt của bộ môn ấy, hoặc là sinh hoạt chuyên đề thì đây cũng là rất là hay. Thì đối với cái game kit này thì thật ra em chính là cái tài khoản meo meo anh ấy. Dạ, thì có một đoạn là cũng hơi ham hố mua nhiều thứ quá cho nên là tiền hết khá là nhanh. Có mua bảo hiểm rồi có nhân đôi số điểm vân vân, nhưng mà sau đó thì mua nhiều quá nên là hết cả tiền. Thì thực ra là nó có một cái hay, đó là cái câu hỏi nó sẽ cái đoạn sau nó lặp lại khá là nhiều, cho nên là khi mà mình làm một lúc thì mình sẽ gần như là thuộc đáp án, và mình có thể sau khi trả lời thì ta có thể kiểm tra đáp án, cho nên là một lúc thì mình sẽ nhớ đáp án, và càng về sau thì để cho cái số điểm mà tăng lên ấy, số tiền tăng lên thì mình sẽ mua những cái nhân đôi điểm lên thì cái số tiền về sau nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Dạ dạ đúng rồi, và cái game này nó không hiện đáp án mà học sinh phải nhớ, tức là nếu mà học sinh mà chọn đại đó, chọn lũi đó, thì có thể lần sau em sẽ lúc này em chọn đúng, nhưng mà lần sau gặp câu đó em sẽ lại chọn sai, chứ nó không hiện ra đáp án à, phải không cô Mơ? Nó không hiện ra đáp án, mình phải nhớ thôi. Em không biết, nhưng mà lúc nãy có một câu em lỡ em chọn sai, nhưng mà em hình như em bấm xem đáp án là có xem được. Có xem được đấy cô Liên, hồi nãy mình có xem được đáp án hả? Nhưng mà phải dừng lại, phải chậm lại. Dạ đúng rồi, lúc đầu mình không có nghe đáp án mà hồi mình chia mình dòm đáp án trước mình thuộc luôn rồi. Chỉ dòm có một câu thôi à? Vậy là thuộc bài, vậy là học sinh biết một đúng rồi, nhưng mà học sinh mình là gì là để học sinh thuộc bài được bài. Dạ đúng rồi, đó là cái hay của trò chơi này là như vậy, là học nó đúng là giống như là cô Hồng nói, là nó phù hợp với cái tiết luyện tập và nó phù hợp với những cái môn mà học thuộc lòng luôn. Ví dụ như mà học sinh 12 mà nó thi môn công dân chẳng hạn, giả sử ngồi học thì rất là chán đúng không, trắc nghiệm rất là nhiều câu, rất là nhiều trường hợp rất là chán, nhưng nếu đưa các câu hỏi đó vào cho các em thành cái bộ trò chơi và cứ rảnh thì lấy ra chơi như vậy thì nó sẽ lặp đi lặp lại trong đầu các em, và các em có thể nhớ được. Và sau khi trải nghiệm thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các cô cách
mà chúng ta sẽ tạo một cái bộ câu hỏi ha. Và xem thử ngồi tạo bộ câu hỏi thì nó có những cái chế độ chơi nào. Tại vì chúng ta mới trải nghiệm một chế độ à. Mà trong Kim Kích nó có rất là nhiều chế độ chơi luôn. Đó. Và nó còn nhiều cái tính năng mà chúng ta sẽ từ từ khám phá. Rồi xin mời các thầy cô ha. À, bây giờ các thầy cô sẽ quan sát. Em đang chờ chị tạo... đem màn hình đó. Chị em thấy là tạm quý thầy cô thôi. Chưa xem màn hình cô Liên. Đang. À, các... bây giờ các thầy cô nếu mà có hai thiết bị thì chúng ta có thể làm theo. À, các thầy cô hãy đăng nhập vào. Tại vì cái tài khoản của em đã đăng nhập vào rồi. Mà cái đăng nhập đó cũng rất là đơn giản. Thôi để em chia cái phần chia sẻ cái phần đăng nhập ha. Và các thầy cô theo cái đó chúng ta sẽ đăng nhập vào. Chúng ta sẽ sử dụng Gmail để đăng nhập. Không có cần phải, không có gì phức tạp hết. Đây. Và sau khi đăng nhập vào xong rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Về đây à. Các thầy cô vào gimkit.com, chọn Ecu Data Sign Up. Sau đó chọn cái chế độ là dùng thử. Chữ start 30 ngày free trial ha. Sau đó chúng ta sẽ đăng ký bằng một cái Gmail. Cô Liên chờ tí, màn hình tối thui. Màn hình tất cả mọi người đều tối thui hả? Cô ơi, màn hình cô chưa chia sẻ. Cô chia sẻ rồi, nó chưa lên á. Liên tắt cho em share, Liên share lại thử coi nó chưa lên. Ủa vậy hả? Chạy màn hình của Liên nó sáng chân à? À, nhiều khi mạng nó đang đi bộ, nó chưa tới. Rồi, chia sẻ lại. Rồi các thầy cô thấy chưa ạ? Chưa cô ạ. Gì vậy ta? Hôm nay mạng không đổ cô Liên rồi. Kỳ dị. Dạ. Trời đụng trúng cái nguyệt nó hết hồn. Hình như là mình đang đến đoạn hấp dẫn thì nó lại đừng có lên. Đừng có sâu lên, thử coi nó được không? Liên share luôn cái màn hình chính á. Liên share cái màn hình bao boy luôn. Đó, ví dụ như nhìn vậy thấy không? Không luôn. Liên share thẳng desktop luôn đi. Là cái gì trên màn hình là nó Liên để màn hình chính là nó ra hết. Thì Liên share desktop mà. Ôi sao không thấy nó lên gì chứ nè. Rồi desktop. Rồi thấy chưa? Chưa. Thì vẫn đi thôi. Cái này cho mạng hay sao á chứ. Kỳ vậy ta. Thôi cũng không quan. Ủa vậy hả? Để coi thử cái xe web có thấy hay không. Chứ lát nữa xe web mà không thấy sao hướng dẫn. Sao nãy xe chơi thì được mà giờ xe học thì không được ta. Cái này là gọi là internet nó đổ theo giờ. Cái này người ta hay gọi là tổ chát á. Kỳ nha, chưa lên luôn á Liên ơi. Ủa vậy là Liên bó tay hả nha. À, thầy Mũi có cái file đó không? Thầy Mũi hỗ trợ em xem màn hình đi rồi cô Liên trình bày. Ok. Là cái game, quan trọng là cái game. Quan trọng là cái hướng web. Dẫn trực tiếp. Ý là cô Liên share cái web để cô Liên hướng dẫn mình đặt câu hỏi. Bây giờ cái bao trước mà, cái bao trước thì làm là giải quyết cái chút hết trước đó. Đi. À, xe web luôn hả? Mình không thấy luôn hả? Tại vì nó đang hiện là hai static green share này. Xe là bắt đầu xe màn hình mà nó lấy. Bắt đầu hơi lâu. À, bắt đầu luôn mà bên này xe rồi mà bên đó vẫn còn bắt đầu. Chết. Chị thầy mỗi tập rồi làm cái PPT trước đi rồi chút xíu nữa xe web sau. Nó vẫn cứ xoay vòng vòng. Thầy Mùi đội nó lên chưa? Thầy Mùi lên rồi nè. Nói lại PPT chắc mình nói trước đi chị Liên ơi, để chút nữa máy nó khắc phục rồi mình share sau chị Liên.
À rồi ok. Rồi qua tới like nào đó em qua cho. Rồi tới phần đăng nhập đi, đăng nhập. Này. Đó, rồi các thầy cô làm bước này đi. Làm xong rồi thì comment vào số 10 cho ủa gì thầy muội. Chưa mà, để thầy cô đăng nhập rồi chứ. Ai đăng nhập vào xong rồi thì các thầy cô comment số 10 nha. Cô Liên cứ tự xử hết luôn đi, khỏi cần đợi thầy cô làm chung. Thế là mọi người biết cái cách dùng là ngon rồi. Biết dễ mà. Quan trọng là bây giờ phải chia sẻ cái web được chứ không được rồi. Bây giờ mỗi tắt xe màn hình này xem coi cô Liên xe lại được chưa nha. Nhiều khi là nó bị lỗi cái gì đó. Hay là để Liên thoát ra ngoài lại rồi Liên vào lại ha. À, tạm thời cô Liên đã thoát ra bên ngoài rồi làm lại rồi. Bây giờ Mũi phải ra tay thôi. Với vai trò này thì Mũi không thể nào thuyết trình thay cô Liên được. Nhưng mà chắc là làm khảo sát với quý vị cô tiếp quý vị cô ơi. Cho em hỏi là cái phần mềm này có tính phí phải không thầy Mũi? Chỉ có tính phí đúng không? Hình như là em thấy nó dùng thử 30 ngày, còn sau 30 ngày là nó tính phí hay sao? Dạ, cái đó chút nữa cô Liên vào bình luận, Liên nữa, Mũi cũng không biết. Ê, cô Liên đang vào. Thầy shop bằng tiếng Anh nên là học lên học lên. Em thấy shop bằng tiếng Anh nên là hướng dẫn thầy học sinh là hơi mệt á. À vâng. À, tất cả các phần mềm thì chúng ta ưu tiên sử dụng tiếng Anh quý vị cô. Mọi có một thói quen là sử dụng ứng dụng nào mà cũng dùng bằng tiếng Anh hết á. Dạ. Nên mình xem trên nền tảng tiếng Anh nó hơi thấp nên là thấy cũng mệt. Chị Liên ơi, chị giúp giùm chị Liên. Rồi, nghe chưa ạ? Thầy cô yên tâm, dù là tiếng Anh lát nữa có tiếng Việt cho thầy cô. Miễn sao là bây giờ chúng ta chia sẻ màn hình được là sẽ có tiếng Việt. Rồi các thầy cô cứ đăng nhập vào đi ha, xong rồi mình điền các thông tin cần thiết đi. Cô Liên share màn hình lại thử coi. Rồi share rồi thấy có thấy như chưa hả? Đăng nhập vào đâu? Ok ok rồi. Ôi lên rồi hay quá. Ngon rồi. Rồi may quá. Rồi vậy các thầy cô đã vào được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta nhìn lên màn hình ha. Chức năng của nó, nếu nói về chức năng thì nó khá đơn giản, nhưng về chế độ chơi thì nó rất là nhiều. Ở chức năng chúng ta nhìn vào phía bên trái nè, nó chỉ có chức năng là kích, là tạo bộ câu hỏi. Thì ở đây bộ câu hỏi của nó chỉ có hai dạng thôi, đó là câu hỏi lựa chọn, mà phải là bốn lựa chọn chứ ba lựa chọn nó cũng chịu, phải là câu hỏi bốn lựa chọn. Và cái thứ hai là câu hỏi trả lời ngắn, chỉ có hai mẫu. Thì cái đây cũng là một trong những hạn chế của GameKit ha. Rồi chế độ thứ hai là chúng ta sau khi tạo bộ câu hỏi xong thì chúng ta có thể giao cái bộ câu hỏi này dưới dạng là bài tập về nhà cho các em, hoặc là chơi trực tiếp là playlist như chúng ta vừa chơi. Chức năng thứ ba là tạo lớp học. Thì nếu thầy cô muốn có danh sách của các em học sinh và chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng GameKit cho các em chơi thì chúng ta tạo lớp, còn lâu lâu mới sử dụng một lần thì không cần ha. Thì khi chúng ta tạo lớp thì nó sẽ có cái report, tức là nó có danh sách của học sinh, điểm số của học sinh nó lưu lại cho chúng ta. Rồi, còn cái phần Kit Collab này là một cái ứng dụng đặc biệt của GameKit. Đó là nó cho phép học sinh tự tạo bộ câu hỏi dựa trên bộ câu hỏi sẵn có của giáo viên, hoặc là hoàn toàn là cái bài tập này có thể là tất cả, ví dụ như lớp 40 học sinh, mỗi em đóng góp một câu và giáo viên sẽ duyệt cái bộ câu hỏi đó. Khi các em nó gửi lên thì màn hình nó sẽ hiển thị một bên nó hình ảnh của cái câu hỏi đó, và nó giáo viên duyệt thì câu hỏi đó nó sẽ xuất hiện, mà nếu giáo viên không duyệt thì coi như câu hỏi đó nó không có. Và sau khi các em tạo xong rồi và giáo viên nhấn nút bắt đầu thì bộ câu hỏi đó sử dụng làm
trò chơi cho tất cả học sinh trong lớp, thì đây là một cái điều đặc biệt của Kim Kích. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cái chức năng đầu tiên là tạo bộ câu hỏi. Thì ở đây em đã có 3 bộ câu hỏi rồi đây ha. Đây, khi chúng ta tạo bộ câu hỏi thì chúng ta nhìn vào phía bên phải của màn hình, nó có chữ New Kit và dấu cộng. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên. Tên của bộ câu hỏi. Ngôn ngữ thì chọn Việt Nam, môn học thì thầy cô có thể chọn môn khoa học, môn toán gì đó, môn học của các thầy cô. Rồi, sao cái màn hình tự nhiên nó giảm phần trăm. Rồi, chọn hình ảnh. Đó, chúng ta chọn hình ảnh đại diện cho cái bộ câu hỏi đó. Rồi sau khi chọn xong thì ở đây chúng ta thấy nó xuất hiện các chức năng như sau. Thứ nhất là add question, là thêm câu hỏi vào. Thứ hai là chúng ta sẽ tạo flashcard. Thì cái flashcard đây á, là câu hỏi ngắn á. Tức là cái câu hỏi rồi câu trả lời, một câu trả lời câu hỏi ngắn ha. Còn cái này là kit collab nè, tức là cho phép học sinh đóng góp vào cái bộ câu hỏi của mình. Rồi còn add from question bank này á, là cho phép chúng ta sử dụng cái ngân hàng câu hỏi. Add tiếp theo vào trong cái bộ câu hỏi mình vừa soạn luôn. Tức là mình vừa soạn, mình vừa có thể lấy của người khác bỏ thêm vào cũng được luôn. Còn cái inbox from này á, là nó chèn cái bộ câu hỏi từ một cái file Excel, nhưng mà phải theo đúng cái cấu trúc của nó. Vậy thì cái chức năng mà chúng ta hay sử dụng cho cái trò chơi này, thứ nhất là add question, đó là mình tự tạo bộ câu hỏi. Và cái thứ hai là cho học sinh tham gia vào, đóng góp vào cái bộ câu hỏi của mình. Và còn cái mà nếu các thầy cô cảm thấy có thể tìm được những cái bộ câu hỏi ở trong cái thư viện, cái ngân hàng đề của nó mà nó tương thích với cái môn của mình và nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình thì các thầy cô có thể sử dụng. Còn riêng môn lý thì em thấy trên này nó ít quá, cho nên là em chưa có sử dụng. Rồi, bây giờ chúng ta thử add question nó, xem thử nó như thế nào ha. Đó, thì các thầy khi tạo câu hỏi là các thầy cô thấy nè, nó chỉ có hai lựa chọn thôi, đó là bộ câu hỏi nhiều lựa chọn và bộ câu hỏi trả lời ngắn hết. Thì đây là như Wizy thì nó có rất là nhiều ha. Còn riêng cái game kit này thì nó có hai đó, hai lựa chọn này thôi. Rồi chúng ta sẽ nhập câu hỏi vào đây. Còn muốn add hình ảnh như hồi nãy trong cái bộ câu hỏi mà mình vừa trải nghiệm thì nó có hình ảnh, thì các thầy cô sẽ dựa nhấp vào cái add photo này ha. Rồi, và chúng ta sẽ search hình ảnh. Ví dụ như hồi nãy thầy cô nào mà đang dạy môn tiếng Anh thì là một cái thuận lợi. Tại vì chúng ta chỉ có thể gõ tiếng Anh để tìm. Đó. Hoặc là chúng ta sẽ mở một cái mở Google ra, tìm một cái hình ảnh bên Google và lấy cái link dán vào đây. Hoặc là upload. Đó. Thì những hình ảnh mà hồi nãy em đưa vào thì em toàn là sử dụng cái chức năng này không? On lab gì đây? Thông cảm với thầy cô là em đọc tiếng Anh nó hơi giống tiếng Việt xíu ha. Vì em không có dạy tiếng Anh. Rồi, đó. Thì đây là một trong những cái hỗ trợ của GameKit, là cho phép chúng ta chèn hình ảnh để cho cái câu hỏi của chúng ta nó thêm sinh động. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể chèn âm thanh, add audio vào, ví dụ như muốn đặt câu hỏi cho học sinh mà mình không muốn viết lên, mình muốn thu âm cũng được, nhất là các cái môn tiếng Anh như môn của cô Thảo. Rồi, và ở dưới này là 4 đáp án, thì nó cho kích sẵn luôn, cái đáp án đầu tiên là đáp án đúng, tuy nhiên thầy cô cũng có thể thay đổi. Ví dụ như em gõ ha, 5 cộng 3. Bây giờ đáng lẽ là số 8 phải để ở đây đúng không? Nhưng mà em thích ở đây. Rồi, đây số 7. Số 6. Số 9. Ví dụ vậy. Thì em đổi đây. Câu này thành câu trả lời đúng. Còn chỗ này là câu trả lời sai. Thì các thầy cô có thể đổi các cái
tùy chọn đúng sai trong cái bốn cái câu hỏi đó, hoặc là cứ mặc định là câu đầu tiên là câu đúng, ba câu còn lại là câu sai. Rồi, và soạn câu hỏi như thế nào cho nó nhanh. Ví dụ như các thầy cô tìm ra được một cái bộ câu hỏi trắc nghiệm ở trên mạng chẳng hạn. Để một chút. Ví dụ như là giờ em vào Google ha, em gõ trắc nghiệm kiến thức tự nhiên đi, giống như cái cách hồi chiều em tạo bộ câu hỏi cho các thầy cô đó. Bây giờ làm sao em copy những cái gì ở trên mạng nó có sẵn qua này cho nó nhanh. Bây giờ dùng cái nào bây giờ quên rồi. Rồi hồi cái này là nó bắt chúng ta phải chọn chân cái rồi nó mới cho mình đáp án mới copy nha. Rồi bây giờ em sẽ đó mở cái đó ra, em cho nó nằm một bên, rồi em mở ghim kích ở một cái trang khác thì mới được ha. Ví dụ vậy đi, em cứ copy. Ví dụ cái file Word của các thầy cô đó, ví dụ như vậy ha. Đó, bây giờ thầy cô mở một bên là file Word, mở một bên là GIMP, và thầy cô cứ copy từ bên này dán qua bên này, copy từ bên này dán qua bên này là cho nó rất là nhanh. Để cho chúng ta sẽ chuyển, không cần phải chuyển cửa sổ mà cứ từ chúng ta để hai cửa sổ song song và chúng ta copy thôi. Rồi. Và bây giờ muốn mình đang làm gì? Ví dụ như chúng ta muốn chèn hình ảnh vào câu hỏi thì phải xóa nội dung chữ đi. Và cách chèn hình ảnh cũng tương tự. Và chúng ta sẽ vào Add Photo ha. Và chúng ta sẽ gõ cái tên tiếng Anh của cái hình ảnh mà mình muốn tìm. Ví dụ như là Orange chẳng hạn. Motion đi. Đó, ví dụ như em muốn soạn những cái câu hỏi về chuyển động và em có muốn lấy một cái hình ảnh gì đó liên quan tới chuyển động, em sẽ vào gõ từ tiếng Anh và em sẽ ép cái hình ảnh đó vào. Yeah. Đó, ví dụ như vậy. Còn nếu thầy cô muốn gõ một cái ví dụ công thức thì GIMP nó cũng có một cái dở nữa là nó hỗ trợ công thức rất là ít. Quizy nó nhiều hơn. Còn cái này nó chỉ có một vài cái cơ bản thôi. Thậm chí muốn gõ chỉ số dưới cũng không biết gõ chỗ nào luôn. Đó. Thì cái này dành cho môn khoa học tự nhiên thì nó hơi khó. Tức là mình sẽ thay vì gõ công thức thì mình phải thay vào đó bằng một cái ảnh có công thức thì nó hơi lâu. Đó. Thì cái đây là một trong những hạn chế của GIMP. Rồi. Vậy sau khi soạn bộ câu hỏi xong thì các thầy cô sẽ nhấn Done. Đây. Là nó xong ha. Là nó nhấn chữ on Done này nè. Là xong cái việc chúng ta soạn câu hỏi. Giờ em trở ra cái bộ câu hỏi mà em đã soạn. Các thầy cô có thể thử bằng các cái câu hỏi về phép toán 5 cộng 3 cộng 8 gì đó. Mình làm cho nó có. Cho nó nhanh. Được chưa? À, đây nó không cho ra luôn. Chọn câu để nó cho em ra. Rồi xong ép câu hỏi vào thì chúng ta có một câu. Và ở trong GIMP thì nó không hiển thị số lượng câu hỏi cho các thầy cô,
tức là không có ra câu 1, câu 2, câu 3 gì hết, nó chỉ hiện danh sách như vậy thôi. Rồi, như vậy việc biên soạn câu hỏi là xong rồi đó, nó chỉ rất là đơn giản luôn, nó như vậy là xong. Chúng ta ra ngoài là chúng ta có bộ câu hỏi mang tên hồi nãy là mình đặt tên là gì? Thử thách ha. Vậy bây giờ có bộ câu hỏi rồi, chơi tổ chức chơi như thế nào thì nó có hai cái chế độ này, một là giao bài tập về nhà, hai là playlist. Bên cạnh có dấu ba chấm, thì cái dấu ba chấm này cho phép chúng ta là có các cái chức năng là open, tức là mở bộ câu hỏi đó ra, chỉnh sửa, rồi nó sẽ cho chúng ta xem kết quả hoặc là có thể copy. Cũng chỉ có bốn chức năng đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta thử ha, và playlist là bắt đầu nó sẽ có rất là nhiều chế độ chơi. Rồi. Các thầy cô có thấy ở trên màn hình không ạ? Đó, ở đây chúng ta khi các thầy cô cho học sinh chơi thì nó sẽ hiện ra tên trò chơi, sẽ hiện ra số lượng câu hỏi trong trò chơi và nó yêu cầu thầy cô chọn một cái chế độ chơi. Rồi, bây giờ hồi nãy có một thầy nói là bây giờ tiếng Anh không giao cho học sinh thì hơi khó ha, thì các thầy cô chỉ việc nhấn chuột phải ở trên màn hình nè, translate to tiếng Việt, đó là nó sẽ ra tiếng Việt hết cho thầy cô và các thầy cô hiểu các cái chế độ chơi đó là như thế nào. Thì chế độ cổ điển là chế độ mà các thầy cô vừa được trải nghiệm. Chế độ nhóm thì cần phải là học sinh đó sẽ làm việc cùng nhau và thi đấu theo nhóm. Rồi cái trò chơi mà không tin ai này thì giống như trò chơi ma sói. Và các em cũng phải có ít nhất là 5 người mới có thể chơi được. Và cái này cũng là một trong những cái thế mạnh của Game Kit, những cái trò chơi độc đáo của Game Kit là trò này. Nhưng em cũng chưa có cơ hội để trải nghiệm nó. Mẹ đã đọc qua là chơi như thế nào rồi và nó có nguyên một cái bản tiếng Anh. Và chúng ta nhấp vào, chúng ta chuyển sang tiếng Việt, chúng ta đọc thì em thấy nó giống như trò chơi ma sói của học sinh. Rồi, tiếp tục, chế độ tiếp theo là vẽ. Vẽ cái gì đó và chúng ta sẽ kiếm được nhiều điểm nhất trong cái trò chơi vẽ này. Rồi còn những cái này thì cũng là trả lời câu hỏi bình thường, nhưng mà thay vì chúng ta sẽ dành đô la để cùng nhau đi lên đi thi với cái dòng dung nham nó đang chảy nè. Rồi, mod tiếp theo là con người với thay ma, ai sẽ sống sót, rồi chế độ vô cực. Thì riêng cái chế độ vô cực này là em đã cho học sinh thử rồi đây. Chế độ vô cực, tức là ở đây mình sẽ thu thập 6 viên đá vô cực. Đó, và em cho học sinh thử rồi. Và trò chơi nó sẽ kết thúc khi số người chơi, tùy mình cài đặt là số người chơi sẽ tìm được 6 viên đá đó thì nó trò chơi nó sẽ kết thúc, hoặc là mình cài đặt là một học sinh nó tìm được 6 viên đá đó thì trò chơi sẽ kết thúc. Và em tổ chức xong 20 phút sau trò chơi vẫn chưa kết thúc đó. Cho nên ngoài những cái chế độ mà chúng ta có thể chủ động về mặt thời gian thì cái Game Kit này nó có một số chế độ chơi mà chúng ta không thể quản trị thời gian được vì nó phụ thuộc vào cái người chơi ha. Ví dụ như cái câu hỏi, bộ câu hỏi mình đưa ra nó khó với học sinh chơi hoài và cũng không thể sưu tập đủ 6 viên đá vô cực thì trò chơi không thể kết thúc. Do đó chúng ta thận trọng khi chúng ta chọn những cái chế độ này. Rồi, chế độ tiếp theo là trận chiến ông chủ, là một sẽ so với những người còn lại xem ai sẽ thắng. Và nó nhiều chế độ chơi quá, các thầy cô cứ xem qua và chúng ta từ từ trải nghiệm, chứ bản thân em cũng chưa thể trải nghiệm hết tất cả các chế độ trong cái Game Kit này. Đấy. Bây giờ sau khi chọn một chế độ chơi thì vào bên trong nó còn có các cái tham số mà chúng ta phải lựa chọn, được quyền lựa chọn nữa. Ngoài chế độ rồi ha, thì bên trong nó còn có các cái option, có các cái tham số để chúng ta, ví dụ như chúng ta lựa chọn trò chơi cổ điển đây. Đó, thì vào trong này nè. Đây. Nó có cái mục tiêu trò chơi, mục tiêu này là do các thầy cô chọn luôn.
các thầy cô cho học sinh chơi theo thời gian, có nghĩa là mình sẽ cài thời gian học sinh chơi đúng 10 phút là nó sẽ phải hết giờ. Cái thứ hai là cuộc đua, tức là tất cả những người chơi đều phải chạy đua để trở thành cái người mà đầu tiên đạt mục tiêu lớn nhất, tức là có số tiền lớn nhất. Và cái số tiền đó là do mình quy định. Do mình quy định có thể là 1 triệu đô, 2 triệu đô, 3 triệu đô, đó là do giáo viên quy định. Và nếu giáo viên quy định số tiền càng lớn thì có thể cái trò chơi đó nó kéo dài càng lâu đó. Và còn nếu mà mình quy định số tiền nhỏ quá thì mới vô chơi có 1-2 phút là đã có học sinh chiến thắng rồi, thì những học sinh kia sẽ không có cơ hội chơi. Do đó chúng ta cũng phải cân nhắc trong cái option này. Và option thứ 3 là tất cả người chơi sẽ cố gắng kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Và khi tất cả các tổng số tiền của các người chơi cộng lại đạt được số tiền mục tiêu thì trò chơi sẽ kết thúc. Hồi nãy là cá nhân ha, cá nhân nào đạt được số tiền mục tiêu thì trò chơi kết thúc. Còn bây giờ là tất cả cộng lại đạt số tiền mục tiêu thì trò chơi sẽ kết thúc. Và không biết kết thúc lúc nào luôn. Đó cũng tùy thuộc vào người chơi. Như vậy mình chỉ có thể quản trị được thời gian trong cái option thứ nhất, là mình cài thời gian thôi, còn tất cả còn hai cái option còn lại là hoàn toàn phụ thuộc vào người chơi. Ở bên dưới nó còn cho phép chúng ta cài đặt cái số tiền bắt đầu. Là ví dụ như thầy cô cài cái số tiền tối đa là 20 triệu đô đi, và trò chơi sẽ bắt đầu từ 0 đô hay là từ 1.000 đô là do các thầy cô. Và thêm nữa là nếu thầy cô cài cái chế độ này là trừ âm 50 đô, là học sinh nào mà bị trừ âm 50 đô, dưới âm 50 đô nữa là nó sẽ out ra, nó không cho học sinh này chơi nữa. Rồi đây, hồi nãy các thầy cô có thể thấy được câu trả lời đúng là bởi vì hồi nãy em đang cài để cái chế độ này. Còn nếu thầy cô không muốn cho học sinh xem đáp án thì chúng ta tắt cái chế độ này đi. Rồi, có âm nhạc hay không, làm đúng có vỗ tay hay không, có cho phép người tham gia vào trò chơi sau khi trò chơi đã kết thúc hay không. Tức là chỗ tham gia muộn này, nếu như các thầy cô cho phép thì lúc hồi nãy là em cài cái chế độ là cho phép ha, sau khi trò chơi bắt đầu thì các thầy cô vào sau vẫn có thể chơi được, thì chúng ta sẽ để cái chế độ là tham gia muộn. Rồi. Đây là pop up là cho phép là mình có mua được cái số đô la của người khác hay không á. Rồi. Còn nếu mình không có muốn cho thì mình bật cái chế độ này lên. Tức là cho chơi mà không cho cạnh tranh thì chúng ta sẽ bật cái chế độ này lên ha. Đó, như vậy một em học sinh cấp 3 mà có thể nghĩ ra một cái trò chơi với rất là nhiều chế độ chơi và rất là nhiều option. Và những cái option này đa số là nó tạo được cái hứng thú cho học sinh, vì chính học sinh làm ra mà, hiểu học sinh cần gì và muốn gì. Và sau khi các thầy cô đã chọn xong hết rồi thì chúng ta sẽ nhấn tiếp tục. Thì ở trên màn hình nó sẽ hiện ra cái code game. Chúng ta copy cái đường link này và gửi code game cho học sinh là, và chúng ta bắt nhấn bắt đầu chơi thì trò chơi sẽ bắt đầu giống như hồi nãy các thầy cô đã được trải nghiệm ạ. Và tới đây thì các thầy cô đã có cái gì thắc mắc không ạ? Chúng ta có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ gõ vào ô chat ha. Còn nếu không có gì thắc mắc thì chúng ta trải nghiệm thêm một phần nữa. Đang chờ đấy chị Liên ơi, cho cái link để vào ấy. À không, không phải. Tức là mình nếu mà không thắc mắc ở phần này thì chúng ta sẽ trải nghiệm ở cái phần mà đóng góp, cho phép học sinh đóng góp vào bộ câu hỏi của giáo viên xem thử nó như thế nào. Dạ. Thì lát nữa mỗi người chúng ta sẽ đóng góp một câu nha. Vậy chúng ta kết thúc cái phần tạo câu hỏi và tạo trò chơi ở đây ha. Chúng ta sẽ trải nghiệm một cái chức năng thứ hai. Đó là chức năng Kit Collab. Cũng là một cái chức năng đặc biệt của GameKit, và chỉ có GameKit mới có đúng không ạ?
Ủa ai nhập mẻ vào chơi luôn. Chơi rồi chơi gì nữa cô mơ. Quý vị cô nhanh lắm. Trời này hồi nãy mình chơi rồi. Ủa chứ không phải là mình bắt đầu cái phần nhập mẻ để kiss cô lát luôn hả cô? Không, kiss cô lát ra cái bộ câu hỏi khác. Cái bộ câu hỏi này tới 21 câu rồi mà kiss cô lát nữa chắc chết chơi tới mai. À dạ. Rồi. Chúng ta sẽ phát ra. Rồi đây là cái bộ sẽ có cho thầy cô đóng góp đây ha. Về đây. Đợi em một chút. Quý cô đang rất chăm chú chờ chị Liên hướng dẫn qua cái đoạn kit collab để mình rồi, tổ chức được cái nghĩ xem là mình sẽ phải đặt câu hỏi gì đây nha, tại vì nó chỉ có chế độ là câu hỏi 4 lựa chọn chứ nó không có cho mình câu hỏi bình thường, câu hỏi trả lời ngắn nha. Đây để em chỉnh sửa. Rồi đây. Rồi, sau khi muốn cho chuyển sang cái bộ câu hỏi mình có sẵn đúng không? Bây giờ mình muốn cho học sinh là sẽ đóng góp vào cái bộ câu hỏi đó thì các thầy cô sẽ chọn chế độ là edit bộ câu hỏi. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào cái continue with collab nè. Thay vì add question ha, thay vì add question là thêm câu hỏi vào, chính bản thân mình thêm vào, thì bây giờ mình sẽ chọn chế độ là continue with collab. Rồi, vậy thầy cô có thấy cái màn hình của em chưa ạ? Nó chưa lắp xong, lắp được rồi chị Liên ơi. Lily Kit Collab. Rồi, như vậy là mình đang ở cái chế độ là Kit Collab ha. Các thầy cô vẫn chọn chế độ chơi bình thường. Tức là mình vẫn chọn Classic hay là chọn chế độ sao vô cực gì đó thì tùy các thầy cô. Rồi, mình chọn Classic đi. Rồi mình vẫn chọn các cái option bình thường ha, chọn thời gian đi. Cho 5 phút cho nó ngắn ha. Đây các thầy cô muốn chơi 10 phút hay 5 phút đi. Nhiều chơi nhiều quá chóng mặt. Rồi tiếp tục, sau khi cài đặt được xong hết rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu phần nhập câu hỏi. Đó, bây giờ các thầy cô sẽ vào cái trang web đi ạ và nhập cái mã code vào. Và bây giờ nó sẽ không giống lúc nãy nữa mà nó sẽ hiện ra các cái ô để các thầy cô nhập câu hỏi, thì mỗi thầy cô hãy nhập một câu hỏi vào đi ạ. Chúng ta có thể nhập nhiều câu hỏi ha, nếu các thầy cô nghĩ kịp thì chúng ta có thể nhập nhiều câu hỏi. Rồi cô Mơ vào chơi được rồi, cô Mơ đặt câu hỏi trước đi. À, đặt câu hỏi làm sao mà các thầy cô khác không trả lời được. À, như vậy thì lên lớp chúng ta có thể nhờ học sinh, 40 học sinh mỗi em gõ giùm một câu thì cô khỏi phải tốn thời gian gõ câu hỏi mà cô vẫn có được bộ câu hỏi gồm 40 câu. Em chưa thấy câu hỏi nào hiện lên hết. Ủa gì vậy? Rồi, ví dụ như khi các thầy cô có thấy trên màn hình không ạ?
khi học sinh nó đã gõ câu hỏi rồi thì giáo viên sẽ nhìn thấy cái câu hỏi của học sinh ở đây và giáo viên có quyền là chấp nhận, tức là ép cái bộ câu hỏi đó vào, hoặc là thấy cái câu hỏi đó nó không hay thì chúng ta reject. Đây. Rồi chúng ta tiếp tục đi ạ. Ở đây chúng ta có tới 31 thầy cô. Thầy Mụi đã đặt hai câu hỏi. Như vậy số lượng câu hỏi của học sinh nó cũng sẽ hiện ở lên ở trên cái giao diện của mình ha. Và những học sinh nào chưa đặt câu hỏi nó cũng hiện luôn. Như vậy ở đây là thầy Trường, cô Lành, cô Trang, cô Hương là chưa hoàn thành xong cái câu hỏi của mình. Rồi sẵn các thầy cô coi luôn đáp án. Rồi, và chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta cũng có thể biết được số lượng câu hỏi là bao nhiêu rồi ha. Ví dụ như trên màn hình hiện giờ là đã có 5 thầy cô đặt câu hỏi rồi. Là có 5 câu, mà thầy Muội là đặt 3 câu. Như vậy mình có 7 câu, cô Phụng đặt câu nữa là mình có 8 câu hỏi rồi đó. Không hiểu sao chỉ có mới có 9 thầy cô có thể vào game được thôi. Không biết các thầy cô khác có gặp khó khăn gì không? À, các thầy cô nói là gửi lại link. Có thầy Ngọc Huy gì đây gửi rồi. Code làm. Các thầy cô gửi giùm cái code vào luôn ha. 133861. Bánh tráng phơi xương đây, chắc câu hỏi của cô Thảo quá. Không phải nha. Không phải hả? Vậy chắc là đố cô Thảo đó. Rồi khi nào các thầy cô đang hiển thị màu đỏ mà đổi sang màu xanh hết thì chúng ta bắt đầu chơi ha. Ở đây ha, mình có quyền, ví dụ như mình còn có quyền là remove người chơi nữa nè. Tức là thấy không đặt câu hỏi tham gia vô đây mà không chịu đặt câu hỏi là không cho chơi luôn. Rồi cái này cô đặt tiếng Anh nữa. Như hồi nãy Muội đặt câu hỏi nhưng mà Muội không có chọn đáp án hay sao á? Ủa, ở trên đó nó đã có sẵn hả? Cái đáp án là thầy... đúng của nó mặc định là đáp án A thì Muội ơi, thì Muội đọc kỹ. Nếu mà thầy không chọn thì đáp án là sai thôi. Đáp án rồi, đầu tiên xong. Rồi xong. Thầy Muội đã ra đề sai. Ra đề đúng, đáp án sai. Thì thành đề sai. Rồi thầy nghiên cứu nhập tới 5 câu là. Thầy Muội đã đề rất là nhanh luôn, tới 5 câu rồi. Cô Phụng 2 câu, cô Mơ 2 câu. Nhưng mà trong cái phòng của chúng ta chỉ mới có 16 thầy cô thôi. Vậy thì không biết là những thầy cô còn lại thì như thế nào, không biết có gặp khó khăn gì không ạ? Nếu mà mình trải nghiệm được rồi đó cô Liên ơi. Rồi vậy mình tiếp tục luôn ha. Để add hết các câu hỏi các thầy cô vào. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ chơi nha để tiết kiệm thời gian. Vẫn còn người đa câu hỏi. Được 14 người chơi. Chúng ta một nửa thôi. Ta bắt đầu.
Đó, như vậy thầy Mùi chắc là sẽ có câu trả lời đúng nhiều nhất, tại vì câu hỏi thầy Mùi đưa ra nhiều nhất mà. Thầy Mùi dẫn đầu rồi. Lần này là cô Phụng đã vươn lên dẫn đầu rồi nha. À, thầy Mùi đã bị rớt hạng. À, cô Mơ lại dẫn đầu nữa. Trời, cô Mơ chắc là một cái game thủ đây. Cô Ngọc Huyền, chúc mừng cô Ngọc Huyền. À, lần này là các thầy cô có vẻ như là có kinh nghiệm chơi rồi, cho nên cái số tiền mình kiếm được là nó nhiều hơn rồi này ha. Cô Hồng đang rất là chăm chú, nghiên cứu rất kỹ. À, thầy Thúng cũng rất là chăm chú. Thầy Mũi đặt đáp án nó sai, nên là mình chọn đáp án đúng nó cũng thành sai nữa. Nên là vậy là lát nha. Nữa chuyện thầy Mũi á. Chúng ta còn 1 phút 30 giây nha. Rồi, thời gian sử dụng chiến thuật. Thời gian cần sử dụng chiến thuật để chiến thắng. Cái này cô nào soạn đề sai, buổi đây là buổi chia sẻ số 13 mà không có thấy được số 13 luôn hết. Cô Phụng sao? Đâu nè. Cô Phụng đâu mất rồi. Đấy mới có thấy cô Phụng là dẫn tới số 15 luôn, cuối cùng luôn nha. Cô Phụng đã coi lên số 9 rồi. Hồi nãy là em chỉ SSS vào thôi chứ em không có kiểm tra. Còn nếu mà mình cho học sinh nó tạo câu hỏi, đóng góp vào bộ câu hỏi trò chơi thì mình phải kiểm tra. Mình phải kiểm tra rồi mình mới add vào. Thì cuộc chơi nó mới chất lượng được. Rồi, cô Mơ vẫn cứ dẫn đầu. Chúng ta còn 3 giây, 2, 1, hết giờ. Rồi, người dẫn đầu vẫn là cô Mơ.
là lát nữa thầy Mụi nhớ trao giải cho cô Mơ trong cái buổi trong ngày hôm nay nha. Cô Mơ luôn luôn đang bị suy giảng đầu. Rồi, chúc mừng cô Mơ, chúc mừng cô Hồng và cô Lành. Rồi, vậy thì chúng ta đã vừa trải nghiệm xong hai cái chế độ chơi. Có đóng góp câu hỏi và không có đóng góp câu hỏi. Vậy thì sau khi được trải nghiệm xong thì các thầy cô có ý kiến gì không ạ? Và cảm thấy là mình có thể áp dụng, mình suy nghĩ thử là mình có thể áp dụng trong cái môn học của mình như thế nào? Mình sẽ dùng nó trong cái thời điểm nào? Nếu mình chia sẻ tiếp cái phần nội dung còn lại đi chị Liên ơi, rồi mình chuyển qua phần vấn đáp sau. Ai tắt mic của chị Liên rồi á. Trong quá trình chơi thì mình cũng đã nhìn ra được cái ưu nhược điểm của game kit này rồi. Bây giờ các thầy cô có thấy màn hình PowerPoint chưa ạ? Thấy được rồi chị Liên ơi. Chúng ta đã xong các chế độ chơi trong game kit rồi đúng không? Các option chúng ta cũng đã vừa trải qua xong và đã biết cách cài đặt các option cho một cái game. Vậy thì cái ưu điểm của cái game kit này là gì? Thì chúng ta thấy là cái giao diện của nó rất là đơn giản, dễ sử dụng, có vài chức năng thôi. Nói về chức năng thì nó chỉ có một vài chức năng rất đơn giản thôi, chỉ có chế độ chơi thì nhiều, còn chức năng thì rất ít ha. Vậy mình khá là dễ sử dụng, đăng ký đăng nhập cũng đơn giản luôn, tại vì chúng ta chỉ cần có Gmail là có thể đăng nhập được. Học sinh thì không cần phải đăng nhập cũng có thể chơi được. Riêng cái cách tổ chức trò chơi, cái cách tổ chức trò chơi thì đối với game kit, cách tổ chức trò chơi rất là đa dạng và phong phú. Các thầy cô có thể thỏa sức và sáng tạo các cái cách tổ chức trò chơi như thế nào để học sinh nó mỗi lần nó chơi nó đều có cảm thấy là cái trò chơi này mặc dù là trò chơi cũ nhưng mà cách chơi rất là mới và nó sẽ rất là hào hứng. Và học sinh có thể chơi trên điện thoại, có thể chơi trên máy tính, có thể chơi mọi lúc mọi nơi. Và đặc biệt cái trò chơi này là có thể giúp các em ôn luyện lại lý thuyết rất là tốt. Những cái câu hỏi mà yêu cầu khả năng ghi nhớ thì ngoài việc là cầm sách học, cầm vở học thì nó cảm thấy không hứng thú, thì chúng ta có thể biến nó thành trò chơi để cho các em có thể chơi trong những cái lúc mà các em cảm thấy nó học hành căng thẳng rồi. Bây giờ mình mở cái này ra mình chơi, mình chỉ lúc đó không cần phải học gì nữa, mình chơi nhiều lần tự nhiên mình nhớ. Thì đây cũng là cách mình hỗ trợ học sinh thông qua trò chơi. Tuy nhiên nhược điểm của nó đó là nó không hỗ trợ cho chúng ta tính năng chèn công thức, cho nên nó gây rất là khó khăn đối với những cái môn tự nhiên giống như là môn toán, môn lý, môn hóa. Nó chỉ hỗ trợ tính năng chèn hình ảnh và âm thanh nhưng mà không hỗ trợ tính năng chèn video. Và nó chỉ có hai dạng câu hỏi thôi, đó là câu hỏi nhiều lựa chọn và câu hỏi trả lời ngắn, chứ nó không có ghép nối như là game kit, nó không có ghép nối rồi hoặc là điền khuyết như game kit. Và riêng đối với cái môn vật lý á, thì cái nguồn dữ liệu tiếng Việt trên cái thư viện câu hỏi có sẵn thì nó đang còn rất là ít, đa số là toàn là tiếng Anh thôi, và bộ câu hỏi cho môn tiếng Anh thì nhiều, cho nên các thầy cô tiếng Anh thì có thể tận dụng được này. Và trong các cái chế độ chơi thì nó cũng có một cái nhược là nó có một số chế độ chơi mà chúng ta không thể quản trị được thời gian. Do đó giáo viên không thể chủ động, ví dụ như mình muốn cho các em chơi 10 phút thôi. Mà ngoài cái việc là chúng ta cài option là 10 phút thì những cái option còn lại thì chúng ta không thể chủ động được về mặt thời gian. Thì đó là một vài cái nhược điểm, những cái ưu nhược điểm của game kit.
Thì nếu trong quá trình chơi, nếu các thầy cô còn phát hiện ra nó có trong cái game kích á, hồi nãy em thấy có một cô gõ lên là trong quá trình chơi các cô đó đã phát hiện là số điểm nó được cộng dồn, cộng tăng dần cho những câu trả lời đúng liên tục. Đúng rồi ạ. À. Ví dụ như các thầy cô trả lời câu thứ nhất là nó cộng 1 đô, trả lời đúng câu thứ hai liên tục thì nó sẽ cộng 2 đô. Câu thứ ba nó sẽ cộng 3 đô, nhưng nếu câu thứ ba các thầy cô trả lời sai thì cái câu thứ tư trả lời đúng nó chỉ cộng lại là 1 đô thôi. Để hồi nãy em cũng thấy là có một cô giáo nào đó đã phát hiện ra điều đó rồi đó. Và vậy là cái buổi chia sẻ của em về các cái tính năng của GameKit, cách sử dụng GameKit tại bộ câu hỏi và những cái ưu nhược điểm của GameKit là đã ở đây là hết rồi đó. Và không biết là các thầy cô đã trong quá trình chơi là có phát hiện thêm cái nhược điểm gì, cái ưu điểm gì của GameKit nữa không, thì mời các thầy cô chia sẻ. Rồi nhường lại cho thầy Mũi ha. Vâng, xin cảm ơn cô Liên, xin cảm ơn quý thầy cô. Hiện tại là chúng ta vẫn còn hơn 20 giáo viên đang ở trong phòng Zoom đến giờ phút này để theo dõi hết cái phần chia sẻ của cô Liên về cái công cụ GameKit. Thì trong quá trình trình bày thì phải thực sự là cảm ơn cô Liên khi mà cô Liên đã hướng dẫn cho giáo viên rất là chi tiết cái cách để mình tạo cái bộ câu hỏi, cũng như là đã tổ chức hai cái hoạt động trải nghiệm trên GameKit. Thì trong cái các cái tính năng sử dụng GameKit này thì Mũi thấy nổi bật lên được một số vấn đề cơ bản như thế này mà Mũi rất thích. Thứ nhất là nó hỗ trợ chúng ta là cho học sinh có thể là cùng tạo ra bộ câu hỏi, và thứ hai nữa là học sinh được sử dụng lặp đi lặp lại cái câu trả lời để luyện tập. Thì Mũi thấy này, hai cái hoạt động này nó rất phù hợp cho việc chúng ta tổ chức cái hoạt động luyện tập. Nếu mà tuân theo cái công văn 3089, bốn cái hoạt động đó, thì trong cái hoạt động luyện tập này thì nó rất phù hợp và nó sẽ thuận lợi cho chúng ta khi chúng ta tổ chức. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với cô Liên và quý thầy cô trong cái phần diễn đàn những cái thắc mắc, cái băn khoăn, khó khăn của quý thầy cô khi tổ chức các cái hoạt động với GameKit. Và quý thầy cô có thể tương tác bằng cách là quý thầy cô có thể vào ô cửa sổ chat, quý thầy cô đặt câu hỏi, hoặc là quý thầy cô có thể giơ tay trực tiếp bằng chức năng raise your hand, và Mũi thấy có rất nhiều cánh tay. Trước khi mà đến với phần này thì ở trong ô cửa sổ chat thì cô Vi có gửi đến cô Liên và ban tổ chức đó đã dành thời gian và công sức để chia sẻ, và chúc quý thầy cô một buổi tối ngủ ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần vấn đáp. Đầu tiên là chắc là mời thầy iPad đi, thật ra là thầy Thản. Thấy thầy giơ tay từ rất sớm, xin mời thầy. Hello, xin chào cô Liên, chào thầy Mũi, chào tất cả. Có hai ý tính hỏi cô á. Ví dụ mình dạy được vật lý, ví dụ nãy cô nói có nói là nó không hỗ trợ công thức trong cái phần mình đánh vô, vậy mình chọn từ khoai quật mình up lên được không cô? Thứ nhất, thứ hai là mình có thể dạy trực tiếp được hay không cái trò chơi này? Nó là hai ý hỏi cô. Ví dụ như bên vật lý thì nó có công thức, ví dụ chắc công thức là sau đây công thức định lực Coulomb nha. Vậy mình không đánh lên nó được, vậy mình chọn từ khoai quật mình ép qua được không cô? Dạ. Khoai quật thì không được thầy ạ. Dạ, tại vì công thức mà khi mà thầy copy bỏ qua nó vẫn không có nhận được, trừ khi thầy cấp thành một cái file ảnh và thầy bỏ vào. Vậy là file ảnh chuyển lên được hả cô? Dạ đúng rồi. Cũng như mình chụp lại cái đáp án đó rồi mình tải lên hả cô? Không, mình phải lưu nó với dạng là một cái ảnh, chứ không phải là mình chụp rồi mình dán qua đâu thầy ạ. Dạ, hiểu rồi cô ạ. Dạ, rồi cảm ơn cô. Đó là một cái điều bất tiện của GameKit. Rồi mình dạy trực tiếp vẫn được hả cô? Mình tạo ra mình lưu lại hả? Dạ đúng rồi, mình nãy giờ là cho các thầy cô chơi là chơi trực tiếp, và những cái file đó là chúng ta lưu lại. Và sau khi chơi nó còn có lưu lại cho chúng ta cái kết quả nữa. Dạ, rồi cảm ơn cô. Xin cảm ơn phần chia sẻ và phần trao đổi giữa thầy Thản và cô Liên. Thì Mũi xin tóm tắt lại một cách đơn giản là trong cái phần trao đổi này, đó là thầy Thản hỏi là mình có thể là chuyển cái file công thức qua Whiteboard rồi mình up lên GameKit hay không. Thì gần như là một số các cái công cụ về tổ chức trò chơi đó, thì nếu như không có hỗ trợ đánh công thức thì quý thầy cô, đa số quý thầy cô mình sử dụng một cái thủ thuật, đó là chúng ta chuyển hết tất cả các cái công thức đó thành file ảnh, rồi từ cái file ảnh đó thì chúng ta chèn vào các cái công cụ khi nó không hỗ trợ về công thức. Thì đây là cái cách làm chung mà quý thầy cô đang sử dụng. Và câu hỏi thứ hai mà Mũi hiểu ý của thầy Thản nó hơi mở rộng một xíu, đó là chúng ta dạy học trực tiếp được hay không. Tức là trực tiếp tức là chúng ta không còn dạy qua màn hình camera nữa, không qua Zoom, không qua Microsoft Teams hay Google Meet, mà chúng ta dạy ở trên lớp.
Thì với điều kiện là trong lớp của chúng ta có học sinh có điện thoại và được kết nối internet thì chúng ta hoàn toàn triển khai được đối với công cụ nghiêm kích này. Và Mụi cũng xin chia sẻ với quý thầy cô, nghiêm kích hoặc là các cái công cụ như Wizy, Kahoot nó đều có hai chế độ. Một chế độ là chơi live, tức là chế độ này gọi là chế độ phục vụ dạy học trực tuyến đồng bộ đó quý thầy cô. Khi là chúng ta tương tác qua các cái màn hình camera Zoom, rồi chúng ta gửi cho học sinh và học sinh tất cả lớp cùng tham gia một cái hoạt động đó, người ta gọi là trực tuyến không đồng bộ. Rồi chúng ta có thể gửi cái link cho học sinh về nhà luyện tập, mà thì nó tùy vào thời gian của các em, tùy vào cái năng lực của các em thì các em sẽ luyện tập mỗi học sinh khác nhau, thì chúng ta gọi hoạt động này là hoạt động dạy học các cái hoạt động trực tuyến không đồng bộ. Thì cũng xin chia sẻ với quý thầy cô thêm một số cái thông tin như vậy để chúng ta nắm rõ hơn. Và Mụi thấy là cô Mơ cũng có tham gia một ý kiến giơ tay, chắc là xin kết nối với cô Mơ ạ. Dạ, em có hai câu hỏi. Thứ nhất á là câu hỏi thứ nhất là khi mà mình chọn các chế độ chơi khác nhau thì cái hình thức câu hỏi nó có thay đổi không ạ? Ví dụ như là mình chọn chế độ vẽ chẳng hạn đi, thì em đang thắc mắc không hiểu là với câu hỏi trắc nghiệm gì lựa chọn thì nó sẽ vẽ như thế nào. Dạ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình có thể giao cái này một, có một cái chế độ nào đó cho học sinh nó tự chơi ở nhà, nó làm ở nhà được không ạ? Em xin hết ạ. Dạ, xin trả lời câu hỏi của cô Mơ. Nhất là cảm ơn cô Mơ có hai cái câu hỏi dành cho quý thầy cô trong cái phần diễn đàn nên mình cũng trao đổi với quý thầy cô. Là cô Mơ có đưa ra là cái game kích này nó có nhiều chế độ cô chơi khác nhau thì các cái câu hỏi nó có khác không? Nhưng mà trong cái phần trình bày thì cô Liên có nói là game kích nó chỉ hỗ trợ hai cái chế độ câu hỏi khác nhau thôi, hai loại câu hỏi. Và cái câu hỏi thứ hai của cô Mơ đó là cái phần giao bài tập cho học sinh về nhà để học sinh luyện tập á, tức là mình thực hiện là không đồng bộ đó, thì mình thực hiện như thế nào? Thì hai câu hỏi này Mụi cũng không biết trả lời. Ở trong phòng thì cũng nhiều quý thầy cô chưa trải nghiệm thì chắc có lẽ là nhờ cô Liên đi, cô Liên giải đáp thêm cho quý thầy cô. Cái câu hỏi đầu tiên là thầy Mụi trả lời rồi, là cái câu hỏi các chế độ chơi khác nhau thì cái câu hỏi nó có khác nhau hay không á, thì cách hiển thị câu hỏi nó vẫn như vậy thôi, chỉ là cách chơi khác nhau, chiến thuật chơi khác nhau thôi. Còn, và có một số chiến thuật là chơi cá nhân, có một số cái chế độ chơi là dành cho cá nhân và một số chế độ chơi là phải là chơi nhóm đó. Còn cái câu hỏi nó hiển thị thì nó vẫn như vậy thôi ạ. Còn riêng cái chế độ mà hồi nãy cô Mơ có hỏi là cái vẽ trên màn hình để giành điểm đó, thì thú thật là cái này em vẫn chưa trải nghiệm, em vẫn chưa trải nghiệm được. Ở đây nó có tới 90 chế độ chơi đó, và mình chỉ vừa mới trải nghiệm được khoảng 3 chế độ chơi thôi ạ. Còn lại là chắc phải nhờ các thầy cô tiếp tục chúng ta trải nghiệm ạ. Và những cái chế độ chơi nhóm thì em còn chưa có điều kiện để mà mình thử, tại vì mình phải lập nhóm, phải có học sinh. Chắc cái này là chắc nhờ cô Phụng với cô Mơ mình triển khai cho học sinh đó, mình thử với cái chế độ là vẽ này coi là kết quả nó ra sao, rồi chúng ta sẽ phản hồi ngược lại cho cô Mơ, để cho cô Liên. Để làm gì? Để khi anh em mình cùng trao đổi như thế này nè quý vị cô, mình phản hồi, mình hỗ trợ nhau để mình cung cấp thêm những cái cơ sở thực tiễn tại lớp học, thì qua đó thì cái kinh nghiệm của mình, cái vốn kinh nghiệm, rồi các cái kỹ thuật thao tác của mình nó trở nên tốt hơn. Và khi mình đã xịn sò rồi á thì tự nhiên là hiệu quả giờ học của mình nó sẽ tốt hơn, và học sinh của mình á nó cũng sẽ xịn sò theo mình thôi. Ví dụ như là muốn lớp học vui thì giáo viên phải vui, muốn học sinh giỏi thì giáo viên phải giỏi. Đó là cái tiền đề bắt buộc cho quý thầy cô. Thì xin chia sẻ với quý thầy cô, và trên Google Show Chat thì mình thấy là cô Vi, cô Đỗ Hà Vi cũng có tham gia một ý kiến, xin ban tổ chức xin được kết nối với cô Vi ạ. Vi ơi. À, như vậy là chắc là cô Vi không có thể tham gia được mic. Cô Vi có gửi đến quý thầy cô một câu hỏi như thế này. Cô Vi hỏi là: cô Liên ơi, trò chơi này phải trực tuyến một thời gian nhất định hay lúc nào cũng có thể vào chơi được không? Cảm ơn ạ. Như vậy thì qua câu hỏi này Mụi cũng xin chia sẻ lại với quý thầy cô. Tức là cô Vi đang thắc mắc là chắc là cái này là cô Vi cũng đã tổ chức trực tuyến cho học sinh đó, thì có đôi lúc là học sinh nó bị rớt mạng hoặc là các em vô trễ, vô chậm, tại vì cái đường truyền nó không ổn định. Thì là thì cô Vi đang lo lắng là trong quá trình chơi như vậy á, thì cái đoàn học sinh mà bị rớt lại á, thì các em có vô vào sau được không? Thì cái này là với nhiều lần kinh nghiệm mình triển khai rồi, chắc là nhờ chị Liên đi. Theo mình hiểu thì cái ý của cô Vi á là
có thể chơi vào thời, tức là cô Vi hỏi là mình phải chơi vào một thời gian nhất định hay là lúc nào cũng có thể chơi được, thì có nghĩa là giống như là mình có giao được, giống như giao về dạng bài tập về nhà giống như QG hay không đó thầy cô ạ. Đó thì cái này hồi nãy nó có hai chế độ đó thầy cô ạ, là một cái chế độ là clip là mình chơi trực tiếp như nãy giờ mình trải nghiệm, và chế độ thứ hai là chế độ assign là chúng ta sẽ giao nó với dạng bài tập về nhà. Thì khi giao với dưới dạng bài tập về nhà thì chúng ta cũng sẽ cài đặt thời điểm bắt đầu game và thời điểm kết thúc game giống như là QG vậy ạ. Học sinh nó sẽ được làm trong cái khoảng thời gian đó. Vâng, xin lỗi quý thầy cô vì muội hiểu sai cái ý câu hỏi của cô Vi. À, cô Liên đã cứu muội một bài thua chống thấy. À, nếu như mà cô Vi thấy mà câu trả lời của cô Liên hồi nãy là nó phù hợp và muội nó bị nhầm xíu á, thì cô Vi có thể là đánh lên chữ OK giúp muội để muội có thể biết mình có lỗi để mình điều chỉnh. À, thứ hai là xin được kết nối với cô Lê Thị Bình, thấy là cô Bình có giơ tay, mình thêm một vài ý kiến nữa thì mình kết thúc cái buổi hôm nay để chúng ta về nghỉ ngơi cùng bên gia đình ạ. À, xin mời cô Bình. Dạ vâng, em chào các thầy cô. Dạ không biết là cô Bình đến từ tỉnh nào, cô Bình nào? Dạ vâng, hôm nay là buổi học đầu tiên em được vào nghe chia sẻ của các thầy cô và được chơi các trò chơi, được chơi cái trò chơi Game Kit. Cái trò chơi này thì thật ra là em cũng mới được tiếp cận, ngày hôm nay là ngày đầu tiên, thế nên là chơi nó không được nhanh cho lắm. Mình thực ra em đến từ tỉnh Hòa Bình, một tỉnh rất là xa. Mà hôm nay được vào trải nghiệm cùng các thầy cô rất là vui, rất là bổ ích. Mong rằng các thầy cô chia sẻ nhiều các trò chơi để dạy học trực tuyến cho nó có lợi ích nhiều hơn ạ. Và thực ra bản thân em thì chưa tiếp cận nhiều các trò chơi trực tuyến, thế nên là rất mong các thầy cô được chia sẻ cùng trên nhóm. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Bình. Xin chia sẻ với cô Bình thì với cái mong muốn của cô Bình thì nhóm cũng không biết làm sao hết, tại vì các cái công cụ trò chơi trực tuyến thì nhóm cũng đã chia sẻ nhiều rồi, thì chắc là sẽ gửi cô Bình vào link Zalo của nhóm, muội sẽ gửi lại cho cô Bình các cái link video trước đó, ví dụ như QG, Kahoot, Nearbox, rồi Wilet, những cái công cụ và thông dụng thì nhóm đã chia sẻ hết rồi. À, sau này thì chỉ có thêm một hai công cụ nữa như là Lookhead hoặc là Workwall mà cô Thảo sẽ chia sẻ thêm cho quý thầy cô thôi. À, thì cũng là rất tiếc. Với cô Bình có gì là cô Bình kết bạn Zalo với muội nha, rồi muội sẽ chuyển video cho cô Bình. À, và thứ hai là xin được kết nối với cô Anh, bộ môn địa lý, không biết là cô Anh có cùng tổ với cô Mơ không? Dạ vâng, cảm ơn các thầy cô nha. Thầy muội mình sẽ kết bạn cùng thầy nha. À, em chào quý thầy cô ạ. Em cùng môn với chị Mơ ạ, nhưng mà em ở Bình Dương ạ. Dạ, cô Mơ, cô Anh ở Bình Dương. Dạ. À, em rất là hâm mộ cái nhóm của trường mình tạo ra. Thì hầu hết là từ ngày em tiếp cận được cái này là mỗi cái phần, mỗi cái hoạt động, mỗi cái trò chơi hoặc là mỗi cái ứng dụng của nhóm chia sẻ thì em đều trải nghiệm và em rất là thích với những cái gì mà em học hỏi được, rất là biết ơn nhóm của mình ạ. Thì hôm nay cái hoạt động này, cái công cụ này em hồi nãy cô Liên đầu hồi nãy cô nói là có một cái cách để mà đưa cái câu đưa bộ câu hỏi lên bằng file Excel ấy, thì hồi nãy em cũng xin lỗi là em không có một đoạn em theo dõi kỹ, không biết là cô đã chia sẻ cái đó chưa. Em tại vì em cũng lên em không thấy cái mẫu của nó, cái mẫu để đưa cái file lên á, nhờ cô nói rõ chút xíu về cái định dạng của cái mẫu để mình đưa câu hỏi Excel lên cho thành công ạ. Em xin cảm ơn ạ. À vâng, như vậy là ở đây không biết là cái sắc mắt là cái game kit của mình có upload file inbox từ file Excel được hay không, còn nếu mà inbox được thì phải dùng mẫu gì, thì chắc cái này là nhờ chị Liên thực hành lại lần nữa và tốc độ bằng thờ để xem được để quý thầy cô có thể theo dõi nhanh quá, thì quý thầy cô xem video, buổi có lưu video mà quý thầy cô xem lại 10 lần là làm được. À, mỗi đang câu view hay sao bắt coi 10 lần.
Chị Thảo, chị Thảo có cái video tới 13.000 lượt xem lần mà. 4.000 giờ view video thì mới có cách kiếm tiền, bật kênh kiếm tiền, chắc là thầy muội đang ngồi tranh thủ rồi đó. Quý thầy cô nói vậy chết rồi rồi. Chị Liên ơi, chắc là cô Liên share lại màn hình đó, tại vì màn hình vừa share lên rồi lại thấy tắt rồi. À rồi, để share lại. Sao nó cứ share cái màn hình PowerPoint, để tắt cái PowerPoint đi đã. Share màn hình PowerPoint mà không share web. Liên phải thoát luôn cái PPT đó luôn á. Rồi, escape thoát. Nó ra luôn, rồi nó mới cho cái kia được. Share screen đi thầy cô. Share screen màn hình á. Đang chờ cô Liên thao bán một xíu. Share màn hình đây. Rồi các thầy cô đã thấy chưa ạ? Đang thấy màu đen cô Liên à. Chờ lại xíu màu đen nữa hả? Kỳ vậy. Rồi, đã được rồi, lên được rồi. À rồi may quá. Hình như mỗi lần chơi xong là nó nóng máy sao ạ? Rồi đây, cái thầy cô có thấy mới rồi. Là ta. Bởi vậy. Có thấy cái chức năng là inbox from Thảo ơi đọc giùm đi Thảo. Thấy rồi. Đó. Thì vô đây chúng ta nhấp vào đây nó sẽ hiện ra đó là chúng ta sẽ có thể inbox một cái file. Tuy nhiên phải theo đúng mẫu là mẫu thứ nhất và mẫu thứ hai. Mẫu thứ nhất là dành cho câu hỏi nhiều lựa chọn, mẫu thứ hai là dành cho câu hỏi ngắn. Thì đây ạ, à, mẫu thứ nhất thì nó sẽ có dạng như thế này. Tức là nó sẽ có một cột là nhập câu hỏi, còn một cột là nó sẽ download. Mở to ra không được. Liên download cái đó về luôn đi. Thì thầy cô muốn đưa file lên thì phải download cái đó về để lấy cái mẫu, xong mình bỏ câu hỏi đáp án theo mẫu rồi mình đưa lên. Thì đây, download đây. Ra thì cái công cụ nào nó cũng có cái file mẫu hết, mình tải về rồi mình nhập vô rồi mình đẩy lên thì nó được. Đây là cái file mẫu của nó nè. Thì các thầy cô có thể, đây là câu hỏi ha, cái cột câu hỏi rồi đáp án đúng và ba cái đáp án sai, là chúng ta ghi theo thứ tự từng cột như thế này và nó cứ sắp theo thứ tự hết câu này tới câu khác, như vậy đơn giản như vậy thôi. Chỉ có điều là trong quá trình mình soạn bộ câu hỏi thì hồi giờ mình đâu có soạn theo kiểu này đâu. À, nếu phải soạn cái Excel như vậy thì chúng ta soạn thẳng vô Gimkit luôn. Đó. Thì chúng ta cân nhắc cái nào thuận lợi cho cái quá trình soạn thảo của các thầy cô thì các thầy cô có thể sử dụng ạ. Nếu như em thì soạn thẳng vô trong cái Gimkit luôn. Cảm ơn câu hỏi của cô Anh. Và phần giải đáp của cô Liên cũng như là sự theo dõi của 23 quý thầy cô xung quanh cái câu hỏi vừa rồi. Và tính đến thời gian bây giờ thì chúng ta cũng đã là 1 giờ 45 phút rồi quý thầy cô. Mà theo đi chương trình mà buổi hay làm đó là đánh giá là bị lố 15 phút. Hồi là chương trình là buổi dạo này là buổi với anh em ekip là thoáng rồi chứ quý cô, chứ hồi xưa là chương trình rồi quay lại câu chuyện, kể câu chuyện vui quý cô, là khi xưa làm chương trình đó là ai mà báo cáo qua 30 phút là buổi cắt. Nhưng mà đấy là chúng ta phải tạo điều kiện cho giáo viên mình thoải mái để chúng ta cùng trao đổi, cứ từ từ thì những cái nội dung nào nó cần thiết thì sẽ giúp được cho quý thầy cô. Và thực sự rất cảm ơn hơn 20 quý thầy cô hiện tại vẫn còn ở trong phòng Zoom để chúng ta ở đến giây phút này để chúng ta cùng trao đổi. Và thời gian thì không còn nhiều thì chắc là cho muội là xin phép quý thầy cô là giới thiệu chút chương trình tuần sau rồi mình kết lại cái buổi ngày hôm nay nha quý thầy cô. Như vậy thì chúng ta đã đi tới hành trang số 13 chủ nhật ngày hôm nay, và chúng ta sẽ trở lại chương trình vào thứ sáu tuần này. Trong cái số 14 thì trong số 14 thì sẽ liên quan đến việc là thiết kế bài giảng điện tử trên ứng dụng Canva, và rất hy vọng là quý thầy cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình để chúng ta có thể là tiếp cận những cái công cụ mới và tạo ra những cái điều mới mẻ cho chính học sinh của chúng ta, và chính bản thân của chúng ta sẽ cũng được đổi mới. Rất trân trọng cảm ơn cô Liên đã chuẩn bị các cái nội dung và hướng dẫn quý thầy cô tham gia về công cụ Gimkit.
Cảm ơn quý thầy cô trong ban tổ chức đã hỗ trợ các cái khâu trong buổi chia sẻ, cũng như là toàn thể quý thầy cô đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Chúc quý thầy cô một buổi tối ngủ thật ngon, và không có gì mong mỏi hơn đó là được hẹn gặp lại quý thầy cô trong các cái chương trình kế tiếp của nhóm. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô ạ. Xin chào quý thầy cô. Cảm ơn các thầy cô. Chúc các thầy cô một buổi tối ngủ ngon ạ. Rồi đó. Xin chào các thầy cô nha. Cô Ly.